Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì tôi đang có mặt ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội các bạn nha. Đây là đối diện với thư viện của Đại học Bách khoa Hà Nội để xem một chiếc xe. Và tôi sẽ mua chiếc xe này các bạn ạ. Đây chính là chiếc xe Ford Focus phiên bản hatchback sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Một chủ từ đầu đây các bạn nhé. Chiếc xe này là của một thầy giảng viên của Đại học Bách khoa. Đấy, tôi được thầy chụp ảnh, gửi hình ảnh cho tôi. Và bây giờ tôi đến xem, thấy thầy nói là chiếc xe này lăn bánh đúng 8 vạn cuvet là và một chủ từ đầu tên của thầy luôn các bạn ạ. Đấy, thì tôi đến tôi xem và tôi sẽ mua chiếc này. Nhìn về bên ngoài rất là đẹp rồi các bạn ạ. Đấy, và thưa với quý vị các bạn, sau một hồi xem xe đi thử và tôi đã đàm phán giá cả thì tôi đã mua chiếc xe này rồi và tôi đã chuyển khoản thanh toán đủ cho thầy và thầy đang dọn đồ ra đấy ạ. Đấy, thầy có người nhà đem một chiếc xe khác đến để dọn đồ ra các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm chiếc xe này thì chờ tôi sẽ về dọn dẹp và sẽ làm lại video chi tiết cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn nào mà quan tâm thì đến mua chiếc xe này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video.